Chào các bạn, tôi tên là Hóa, hiện tại đang phụ trách bộ phận thiết kế của công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn các phương pháp xác định tim trục trên bê tông lót để mọi người vào cốt pha vào thép dầm móng. Thì sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi tôi để biết phương pháp xác định tim trục trên bê tông lót để xác định dầm móng như thế nào nhé. Thì chúng ta sẽ dùng một cái máy tàn đạch như thế này để xác định tim trục của nó. Thì tôi bắt đầu tiến hành bật máy. Bật chế độ cân bằng. Sau đó mốc máy đã cân thì tôi tiến hành bắt đầu gia hội. Ở đây chúng ta đã có hai mốc ở đây là do trong quá trình khảo sát thiết kế đã có chúng tôi đã đo đạc khảo sát và thực hiện làm mốc. Đối với nhà dân thì chúng ta có thể làm mốc giả định. Sau đó đo đạc khảo sát và thiết kế trên cái bản đồ khảo sát đấy. Và cuối cùng đến giai đoạn thi công thì ta sẽ dùng mốc đấy để triển khai bản vẽ thiết kế là thực hiện. Ở đây sẽ là quá trình giao hội của tôi. Chúng ta sẽ vào chương trình của nó này. Đây tôi dùng con máy Leica TCR307. Chương trình giao hội PlayStation. Chọn job. Job này đúng là job tôi đã đặt set. Rồi, bắt đầu start luôn. Đây là tên điểm chạm máy này, chiều cao máy này. Okay. Tôi nhập điểm mốc mà tôi cần giao hội. Ok, tọa độ của nó đây. Tọa độ này là tôi đã nhớ sẵn rồi. Hoặc là bạn có thể so với tọa độ của nó. Ok. À xin lỗi. Mốc kia là mốc G3. Sau đi khi xác định số mốc người ta sẽ ngắm vào mốc. À đi chú ơi. Sau khi ngắm chính xác vào mốc thì chúng ta sẽ cùng ấn nút đo để máy xác định khoảng cách từ máy đến mốc. Rồi, đo xong rồi thì chúng ta sẽ bắt ra điểm 2 cho cháu gái. Sau khi đo được chiều dài một mốc thì chúng ta bắt đầu lấy điểm mốc thứ hai. Mốc thứ hai tôi lưu là G1. Ok. Tọa độ nhé các bạn nhé. 1875.182.966.003. Đấy, tôi phải nhớ. Thì bây giờ tôi ra hội đo tiếp khoảng cách từ máy đến điểm thứ hai thì nó sẽ xác định được tọa độ điểm máy của trạm máy. Bây giờ tôi sẽ ngắm chính xác vào nghia và gương. Sau khi ngắm chính xác vào gương các bạn, gương đặt gương lại, đặt chú cân đi nhá.
khi ngắm chính xác vào gương thì chúng ta lại ấn đo. Rồi sau khi đo xong thì chúng ta sẽ tính tọa độ điểm chạm máy. Rồi, ấn lưu điểm chạm máy này vào. Sau khi muốn kiểm tra đúng sai thì ta sẽ đo lại điểm tọa độ điểm chạm máy, xem nó có giống cái tọa độ vừa nãy tôi đặt cho các bạn không. Rồi, hoàn toàn chính xác. Rồi, rồi chú ơi. Bây giờ chúng ta sẽ tiến vào xác định kim trục. Rồi bây giờ để xác định kim trục ta sẽ vào chương trình của chúng ta. Ở đây chúng ta sẽ tôi sẽ làm theo cả hai phương pháp. Bình thường thì sẽ bắn bằng Defender Line, nhưng mà trong đây tôi sẽ bắn bằng cả thả điểm setting out lẫn Defender Line cho các bạn có thể hiểu rõ. Tôi sẽ bắn thả điểm setting out cho các bạn xem. Đấy, sau khi cài đặt được chạm máy thì chúng ta sẽ vào bắt đầu luôn chương trình thả điểm. Đầu tiên Pony D chúng ta sẽ chọn điểm chúng ta cần bắn. Tôi lưu điểm góc nhà trên đấy là điểm D. Ok. Chú ơi, góc này trước đi chú ơi. Đây thì chúng ta sẽ chỉnh góc DHZ của chúng ta về 0. Và chúng ta sẽ đo khoảng cách. Khi đo khoảng cách thì chúng ta sẽ tiến dần cái khoảng cách ấy về máy hoặc xa máy thì sẽ xác định được điểm thả điểm. Chú ơi, cân gương nhá. Chúng ta sẽ nhắm chính xác và ấn đo. Rồi, các bạn có thể nhìn thấy đây, DHD bằng 0.002m, nghĩa là chúng ta phải gần máy 2 ly xong xa cho phép rồi. Rồi chú ơi, điểm mới được rồi đấy, góc nhà đấy, đúng rồi. Điểm tiếp theo tôi sẽ lưu vào D4 góc nhà. Chúng ta lại quay cái góc DHZ này về 0 độ. Hôm nay xuống đây thì nói chung là máy toàn đạc này thì các bạn học hành nó cũng dễ thôi, ai cũng có thể làm được. Bác đây thì bác mới đi gương lần đầu nhưng vẫn đi thoải mái. Anh Hoàng đây thì tôi sẽ hướng dẫn anh Hoàng bấm, chả cần đến tôi, chỉ cần làm 1-2 lần là quen là có thể làm được công trình xác định kim trục luôn. Thì anh Hoàng có thể ấn đi, và bây giờ chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn vào phương pháp Defender Line bắn theo đường thẳng ấy. Thì bắn theo đường thẳng thì tôi sẽ nhập 2 điểm góc nhà, cứ bắn theo offset theo trục của công trình thôi. Thì lấy một cạnh làm chuẩn rồi bắn đi. Thì anh Hoàng có thể thoát cái chương trình này ra được không, bằng cách ấn Shift và SC? Vâng, tôi thì cũng chưa biết sử dụng như nào đâu, mà ấn Shift và SC trước đúng không? Đúng ạ, để thoát khỏi cái chương trình layout này ra. Ấn Shift một phát, Shift, xong ấn SC. Đấy, đó. Ấn tiếp phát nữa để thoát. Đó. Phát nút dài này là... Đây à, để tôi sẽ ấn nút anh này. Kéo xuống, kéo xuống, đây có chữ exit đây nhé, các bạn sẽ ấn exit để thoát. Exit để thoát. Đấy, bây giờ là màn hình cơ bản của nó. Chúng ta sẽ vào chương trình này. Vào chương trình của nó này. Vào phương pháp Defender Line này. Ấn theo đường thẳng đấy. Offset theo đường thẳng hoặc vuông góc theo đường thẳng. Thì chúng ta sẽ vào bắt đầu luôn. Đây, và đây nó sẽ hỏi nhập cái gì thì sẽ nhập 2 điểm góc nhà
để chúng ta tiến hành offset. Đây là màn hình chính của chương trình Defender Line. Chúng ta sẽ nhập hai điểm góc nhà vào. Điểm chúng tôi đã lưu là điểm D, là góc nhà giáp nhà bên cạnh đấy. D1. Ok. D1. Xem tọa độ. Rồi, chính là nó. Và điểm tiếp theo, điểm thứ hai để chúng ta offset đường thẳng thì cần phải có 2 điểm. Và điểm tiếp theo là điểm D4. Ok, đúng tọa độ này tôi đã set. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ dùng lệnh offset theo đường thẳng đấy. Nghĩa là đường offset, các bạn nhìn thấy chữ offset chưa? Tôi cho các bạn nhìn rõ offset này. Nó đang để 0,0m. Nếu mà tôi offset theo trục. Đây, xin giới thiệu qua với các bạn là nhà này chúng ta sẽ chia làm 6 trục. Nhà này 6 trục đúng không anh Hòa? Anh giả bản vẽ định vị cột cho mình nhé. Đây, hoặc bản vẽ trục này được. Đây định vị cột đây. Các bạn rồi. Nhìn thấy rõ nhất. Mặt bằng định vị cột. Các bạn có thể nhìn rõ mặt bằng định vị cột nhé. Tôi đang nhập điểm D1 và D4. D1 là điểm... điểm trục A đây, D4, điểm trục B. Và chúng ta sẽ nhập điểm D1, D4 thì nó gọi là trục 1 đấy. Coi như tôi nhập trục 1 đấy. Bây giờ tôi offset lên 3,5m này. 3m này. 3,5m này, 3,5m, 3m, 3m, 3m để chúng ta sẽ được 6 trục. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành offset vào máy nhá. Rồi chú ơi. Chú ơi. Cầm cháu cái gương cái. Cầm cháu cái gương cái. Đóng luôn nhá. Bây giờ chú đóng ra ngoài nhá. Đó. Chúng ta có thể thấy anh. Bây giờ cho bạn dọc một cái chữ này cho chú này. Đây chỗ kia để đặt dầm ấy. Rồi chú đóng đóng nó tận ngoài đấy nhá. Đóng về dưới cái chân nữa. Đánh chưa 3,5 chưa? Đúng không? Ước lượng 3,5 chưa? Đấy dọc quá. Rồi chú đây là chủ tàu đây. Đây chú bắt đầu ngắm máy nhé. Cân gương chú nhá. Anh nào có thể ra đây cho mọi người nhìn. Rồi, chúng ta cùng ấn đo này. Rồi, bây giờ khoảng cách offset đang là 3,642 m so với cái đường trục 1 của chúng ta thì chúng ta đang thừa là 14 phân. Chú ơi, về đằng sau 14 phân chú ơi. Các bạn có thể nhìn thấy rõ. Thì thực sự là rất dễ. Bây giờ là 3,509, mọi người có thể nhìn, nghĩa là nó đang thừa mất 9 ly. Chú ơi, về đằng sau 9 ly. Rồi chú ơi, đánh dấu vào đấy. Đây các bạn có thể nhìn đấy. 3,499. Bây giờ nó sẽ thiếu 1 ly. Thì dưới 3 ly thì chúng ta cho phép đạt. Dưới 1 ly, bây giờ đây đang là trục 2. Một điểm một trục 2, tí sang bên kia chúng ta sẽ bắn một điểm trục 2 nữa. Thì sẽ được một đường trục đẹp dầm. Này chúng ta sẽ xác định cột vào đây. Rồi sang bên kia chú ơi, thẳng với nó. Rồi bây giờ chúng ta vẫn ấn đo tiếp. Các bạn có thể nhìn thấy bây giờ là
cái D offset này nó đang là 3.429, nghĩa là chúng ta đang thiếu mất 3 phân. À 3 mét rưỡi, chúng ta đang thiếu mất 7 phân. Chú ơi, về đằng trước này 7 phân này. Ba ly nữa chú ơi, đánh dấu luôn được. À ba ly đánh trước này. Đánh dấu luôn được, 3 ly các bạn có thể tự ước lượng. Đấy, vừa nãy là tôi vừa giới thiệu qua với các bạn phương pháp xác định tim trục trên bê tông lót bằng hai phương pháp. Phương pháp thả điểm và hay còn gọi là setting out, và phương pháp refender line là offset theo một đường thẳng. Thì chúng ta sẽ xác định được các trục của nó, trục của nhà. Đấy thì phương pháp này rất dễ. Thì bây giờ tôi đang vội và cũng chưa có thời gian. Thì xin chia sẻ với các bạn bởi các video tiếp theo. Thì tôi sẽ còn làm lại những cái video như thế này để các bạn theo dõi chi tiết và dễ hơn. Để các bạn hãy đăng ký kênh để cùng nhận các video chia sẻ về xác định tim trục, độ cao của công trình chúng ta thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.